Em tham gia vào chương trình cũng được 4 tuần và em xuống được 12 pound. Bị tê tay với thỉnh thoảng bị chóng mặt. Nhưng mà từ ngày vô chương trình chị không còn thấy chóng mặt với tê tay nữa. Dạ, em Ở Đà Lạt, em tham gia vào chương trình cũng được 4 tuần và em xuống được 12 pound. Chị thì thường thường chị hay bị tê tay với thỉnh thoảng bị chóng mặt. Nhưng mà từ ngày vô chương trình chị không còn thấy chóng mặt với tê tay nữa. Cũng đã thử nhiều loại thuốc giảm cân lắm rồi mà không xuống mà còn tăng. Rồi chị nghĩ là không thử nữa đâu. Tại vì chắc mập hoài cả đời. 20 pound mà chị giảm được 12 pound rồi, chỉ còn 8 pound nữa thôi, chắc cũng không lâu. Dễ ăn, chị còn thích ăn nữa. Nhiều lúc mong cho tới giờ để được ăn lại thèm mấy cái món đó. Nhiều lúc đi ăn với chồng với con mà chị cũng không thèm ăn luôn. Cái bụng của chị, hồi xưa chị mua mấy cái áo phùng phình để chị mặc, chị che bụng không à. Nhưng mà giờ chị không, chị mặc áo đó vô chị muốn cởi ra, chị muốn lựa mấy cái áo mà bó bó sát một chút xíu nữa. Mặt nó thoải mái hơn mà thấy nó đẹp hơn. Chồng hay con nữa đứng ra luôn cũng nhận thấy nhỏ. Cảm ơn nhiều.